category controller, lấy hết toàn bộ sản phẩm ta, lấy hết toàn bộ danh mục, truyền ra cái view admin category index và compact cái biến kết. Ở trong cái index kia chúng ta kế thừa cái layout admin, viết cái title cho phần quản lý, cho cái trang này thì là quản lý danh mục, section content thì viết ra cái table. Thì ở đây chúng ta sẽ class cho nó. Class cho table này bằng table cách table trừ strip. Và ở phía dưới chúng ta có cái thẻ tbody. Xong rồi tbody thì chúng ta sẽ có cái account for each. Account for each, for each cái biến kết S, C chẳng hạn. Và chúng ta viết các cái thẻ TR ở đây. Trong TR chúng ta có các cái thẻ TD. Chúng ta xem được chưa nhỉ? Lưu ý này, ở trong cái vòng lặp của Blade View ấy, chúng ta hoàn toàn có thể lấy ra được cái số thứ tự phần tử nằm trong vòng lặp là bao nhiêu. Chúng ta có là loop, cái biến loop là cái biến có sẵn trong vòng lặp trỏ đến index cộng 1 chẳng hạn như vậy. Thì rõ ra là cái phần tử thứ nhất thì là số 1, phần tử thứ 2 thì là số 2 luôn. Và tiếp theo nữa ở dưới này chúng ta sẽ có cái biến C, C trỏ đến name, danh mục gốc này. Và bây giờ là có phải là danh mục gốc không, đúng không? Thì chúng ta sẽ có như sau. A cộng if $C trỏ đến is major. Is major bằng 1 thì hiển thị ra là thì hiển thị nếu mà is major thì hiển thị là có. Từ từ nhá, để coi xem hiển thị cái gì cho nó hợp lý. Thì hiển thị ra cái thẻ trong phong awesome có cái tự là check không? Đúng không? Thì sẽ có là y này class class bằng fa trừ fa trừ tích kệ nó else thì chúng ta có a cộng else luôn. Quên như này, and if luôn, and if. Sau đó ở dưới cùng chúng ta có cái td. Ở trong này chúng ta chứa hai cái thẻ là thẻ a href trống này class bằng btn cách btn trừ info. Và ở đây chúng ta sẽ viết là edit. Và cái thẻ ở dưới là btn trừ danger, btn trừ sm nữa. Rồi chờ tôi tí. Đây là remove. Thì tự nhiên nó sẽ hiển thị ra cái danh sách sản phẩm của chúng ta. Danh sách danh mục của chúng ta. Đây là kết quả. Được chưa? Tên danh mục này, danh mục gốc này, cái nào là danh mục gốc sẽ được tích như này. Còn cái nào không phải danh mục gốc, ví dụ tôi bỏ cái danh mục gốc của thằng xã hội đi nhá. Không. Trừ 1 chẳng hạn. Còn thấy nó mất luôn đúng không? Chỉ có thằng nào là danh mục gốc thì được tích thôi. Và đây là cái danh mục, đây là cái giao diện của chúng ta. Đây code đây.
Được chưa? Output để cho nó ra cái, để cho nó ra cái bảng đi. Không nhá. Sao nóng ấy nhỉ? Điều hòa cả với nóng à? Nhiều ấy. Nhá, chúng ta sẽ có, sẽ nhìn thấy cái hiển thị là 1, 2, 3, 4, 5, 6 này. Cái loop ấy, các bạn lưu ý này, cái loop này này. Cái loop trỏ đến index ấy. Nó sẽ lấy ra số phần, số thứ tự của phần tử bắt đầu từ số 0. Cho nên tôi mới phải cộng 1 để nó ra cái số đếm. Được chưa nhỉ? Tiếp theo này, tôi chỉ luôn cái phần phân trang này. Phân trang mặc định ở trong Laravel, các bạn có thể tìm kiếm ở đây. Laravel.com 5.5. Cái vừa rồi tôi vừa dùng cái này này. Cái này này. Category own ấy. Nó là chính là cái phần ILO quần. Được chưa? ILO quần. ILO quần getting started. Được chưa nhỉ? Chúng ta sẽ có như sau những cái gì. Đầu tiên là phải tạo ra cái model này. Được chưa nhỉ? Đầu tiên phải tạo ra cái model, chúng ta có câu lệnh là PHP artisan make 2.model tên model. Được chưa nhỉ? Sau đó có gì nữa? Sau đó cái model này nó sẽ đại diện cho cái bảng nào trong cơ sở dữ liệu. Thì chúng ta sẽ có cái protected dollar table bằng tên bảng. Được chưa nhỉ? Cần ghi cái gì thì ghi vào, không lại quên hết bây giờ đấy. Đã mất công dịch cho rồi. Tiếp theo là cái primary key. Chúng ta lưu ý, ở trong ILO quần này, ở trong ILO quần này nhá, thì mặc định tất cả các cột primary trong, nếu mà các bạn không config gì ấy, thì tất cả các bảng đều có primary key tên là ID. Được chưa? Sau đó nếu mà chúng ta muốn thay đổi cái cột là ID của sản phẩm ấy, thì là ID của cái model ấy, thì chúng ta set cái thuộc tính primary key để viết đè lên cái thuộc tính, cái thuộc tính ID kia. Sau đó chúng ta có cái timestamp. Thì các bạn lưu ý này. Cái gì đây đô? Gì đấy? Trong cái bảng này khi mà chúng ta tạo ra tự động, nó sẽ có cái create từ đất và update từ đất. Được chưa? Đây là hai cái field mặc định khi mà chúng ta tạo ra cái bảng mà nó có cái này. Tạo ra cái bảng khi mà chúng ta tạo bảng nó có cái này thì nó sẽ tự động nó sinh ra hai cái kia. Đâu nhỉ? Đây, table trỏ đến timestamp thì nó sẽ tự động nó sinh ra hai cái cột là create từ đất và update từ đất. Bây giờ nếu mà chúng ta sinh ra bảng mà không có hai cái cột này thì khi chúng ta insert dữ liệu vào ấy, nó sẽ báo lỗi ngay lập tức. Được chưa? Bởi vì khi mà các bạn insert vào, mặc định của ILO quần nó sẽ là, nó sẽ là tự động insert vào trong hai cột create từ đất update từ đất với thời gian là ngày tháng năm giờ phút giây hiện tại, tại cái thời điểm các bạn insert dữ liệu ấy. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta nếu mà không muốn insert dữ liệu cho hai cột đấy thì chúng ta tiến hành tạo ra một cái biến tên là public timestamp bằng false. Yeah. Public timestamp bằng false thì nó sẽ không insert dữ liệu vào cho hai cái cột là create từ và update từ đất của cái model mà các bạn setup cái phần này. Gì nữa nhỉ? Xem phần nào còn. Tiếp theo, lấy dữ liệu thì chúng ta có cái câu lệnh lấy toàn bộ dữ liệu ra khỏi cái bảng mà cái lớp này đợi đại diện. Chúng ta có hai chấm own, đây là cái đầu tiên. Own là lấy toàn bộ dữ liệu ra ngoài. Đây, chúng ta có mô đồ hai chấm own và lấy toàn bộ dữ liệu.
Tiếp theo, nếu chúng ta muốn thực hiện một câu lệnh select sound from table where, tức là có điều kiện ở trong cái câu lệnh, thì chúng ta sẽ làm model hai chấm where. Trong này sẽ nhận là thường là hai hoặc là ba tham số. Thì tham số đầu tiên luôn luôn là table. Tham số thứ hai là phép so sánh. Phép so sánh và tham số thứ ba là giá trị. Giá trị để so sánh. Thì nếu chúng ta có ba cái tham số chuyển vào thì thứ tự nó sẽ như thế này. Nếu mà chúng ta chỉ có hai thôi thì table và giá trị. Nếu mà chúng ta viết như thế này thì tương đương với cái tên cột này sẽ bằng với cái giá trị này. Thỏa mãn thì nó sẽ được lấy ra ngoài. Trong trường hợp chúng ta muốn thực hiện cái này được chứ nhỉ? Đây là câu lệnh là select đến where. Được chưa? Tên cột bằng giá trị. Trong trường hợp chúng ta có câu lệnh where này, tên cột bằng giá trị n, tên cột khác bằng giá trị khác hoặc so sánh với một giá trị khác, thì chúng ta sẽ có cái câu lệnh như sau: model hai chấm hai chấm where này nó hơi khác với where trước, đó là nó là một cái mảng, yeah. Và ở trong này lại chứa một cái mảng nữa bao gồm tên cột phải phép so sánh phải giá trị so sánh. Đóng vào. Và cái n thì chúng ta lại có tên cột n phải phép so sánh và giá trị phần so sánh. Đó, thì đây là cái câu lệnh n. Nó chỉ là như thế này thôi. Thế giờ xóa nhá. Xong cái điều khoản này nóng. Ngồi đây cực kỳ nóng luôn. Ở đây thì ở mạng Hiếu ơi, đi mượn đi điều kiện điều hòa. Ngồi tôi cả nóng. Điều hòa nha. Đây là set so sánh select all này, select where này, where và select where và end where. End, phép end nữa. Nếu chúng ta có câu lệnh select sound from table where điều kiện 1 or điều kiện 2 thì chúng ta sẽ lại là model hai chấm hai chấm where điều kiện trỏ đến or where điều kiện là câu lệnh or. Cái này nó hơi khác so với cái end một chút, bởi vì n thì chúng ta phải truyền mạng vào đây là xong, còn o thì chúng ta phải viết o where, và chữ w bên ngoài o where. Sau đó nếu mà chúng ta đã sử dụng o rồi để lấy dữ liệu ra thì chúng ta có ba cách. Đó là cách thứ nhất là trỏ đến tiếp tục ở đây đi. Chúng ta sẽ trỏ tiếp đến first, thì đây là lấy ra phần tử đầu tiên. Get là lấy ra toàn bộ bản ghi. Toàn bộ bản ghi thỏa mãn điều kiện. Chúng ta có cái count là đếm toàn bộ sản phẩm đến tổng số bản ghi thỏa mãn điều kiện. Chúng ta có thêm phép nữa là cái gì nhỉ? To array là đưa data sang dạng mảng. Còn sao? Cho nó swing đi.
của khi đôi bạn của nó lên mười sáu là tấn nhất hai chín kia là tiêu điểm của nó là 50 mà đấy để 28 độ đâu hơn 16 là đây điều kiện là tặng 30 rồi bảo xong thì nào đúng rồi thế có 16 là đấy bữa nay có là 16 rồi đấy từ lúc chúng ta về không thể tin được không được chưa ghi cái này vào ghi vào tụi mày lại không biết cái gì đâu. Đây. Của chị Tất. Xong chưa? Xóa nhá. Tiếp tục này. Ở trong những cái câu này trước những cái này này, trước những cái việc lấy ra này thì chúng ta có thể là order quan điểm này. Order by theo một điều kiện nào đấy, hay nhiều điều kiện nào đấy. Nếu mà nhiều điều kiện thì chúng ta cứ on chọn đến order tiếp thôi. Có thể là chọn đến order by. Order by nhận hai tham số. Tham số thứ nhất là tên cổ. Tham số thứ hai là điều kiện. Order by DSC hoặc ISC. Nếu mà chúng ta không điền cái tham số thứ hai thì tự động nó là ISC. Nếu muốn order thêm thì lại chọn đến order tiếp. Và get ra. Cái tag kia thì từ cái tag kia cả. Ý nghĩa của nó là lấy ra 10 bản ghi đầu tiên thỏa mãn cái điều kiện ở phía trên. Chúng ta có hàng file nữa. Model 2.2.file đóng mở ngoặc. Nếu mà truyền một tham số như này đó, cái kiểu dữ liệu trả về cái dữ liệu trả về của nó là một object, một object. Đây, tương đương với cái việc là
select sound from table where I bằng cái giá trị của bạn truyền tải và lấy ra một cái đối tượng đầu tiên thôi. Nếu mà không lấy được thì nó chả là phone. Yeah, còn nếu lấy được thì nó sẽ bằng object. Nếu mà muốn lấy nhiều dựa vào cái ID truyền vào thì chúng ta có thể truyền lên một cái mạng. Trong này toàn chữ số thì cũng là có thể là file. Như thế này. Nó trả cho chúng ta một cái mạng chứa toàn bộ các cái đối tượng phù hợp với các cái ID nằm trong này. Đó là cái điều kiện. Chúng ta có những cái hàm là first or fail. Thì các bạn, thì cái này nó cái này nó mới là cái nếu mà không lấy ra được cái đối tượng nào thì trả về fail. Phone ấy, trả về phone ấy, còn nếu mà lấy ra được thì trả về object. Còn nếu cái hàm file này thì như là trả về null thì bạn, nếu tôi nhớ không nhầm thì là trả về null. Thì đúng không? Đây chúng ta có thể là lấy max nữa. Lấy ra cái đối tượng max của price. Tiếp theo là insert câu lệnh in, cái hàm để giúp chúng ta insert hoặc update một đối tượng. Chúng ta chỉ có một hàm thôi. Đây. Một hàm duy nhất dùng cho cả trường hợp set, trường hợp insert và update. Trong trường hợp nếu chúng ta có cái này. Sau này đấy nhỉ? Dòng xoáy. Trong trường hợp chúng ta có cái biến là model bằng new user chẳng hạn. Sau đó chúng ta gán giá trị cho cái model này. Model trở thành name bằng link chẳng hạn. Sau đó chúng ta đô la model trở đến set. Thì cái đoạn cả cái đoạn này nó sẽ hiểu là một đoạn câu lệnh update và insert. Xin lỗi các bạn, đây là insert mới dữ liệu, bởi vì nó tạo được bởi nó được tạo thành bởi cái đối tượng ở cái đoạn là new user. Còn nếu mà chúng ta làm như này, đô la model bằng user hai chấm hai chấm file cái ID nào đấy, sau đó đô la model trở đến name bằng Tú Anh và chúng ta cũng là model trở đến sếp, đều không trở đến sếp đâu, nhưng mà trường hợp này nó lại là trường hợp update dữ liệu. Hai thẻ khác nhau. Muốn lưu chỉ cần xếp một cái xong, không cần làm gì đâu. Mày có hiểu gì không? Mà chẳng không hiểu là fail dự án nhé. Xong chưa? Tiếp tục nhá. Chúng ta có cái trò finable. Mass assignment là cái trò finable. Đây xem nhé, cái này lấy ví dụ luôn. Thì chúng ta có cái biến category đúng không, chúng ta có như sau: protected dollar finable bằng một cái mảng đúng không, cái mảng này nó sẽ bằng là name này, parent ID này. Xong. Bây giờ chúng ta có cái hàm là hàm test public
function test finable. Nhận vào đây cái chẳng có nhận cái gì. Ở đây chúng ta sẽ có cái biến như sau: arr bằng name mang giá trị là Mai Tú Anh. Parent ID mang giá trị 1 chẳng hạn. Sau đó chúng ta có model bằng new category. Chúng ta va đâm ra model trước. Va đâm ra cái model tại thời điểm này thì nó như nào? Nó bằng null đúng không? Dữ liệu ở trong nó null hết. Nó chỉ có một object thôi. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ có model trỏ đến fill cái arr cái vào. Sau đó chúng ta tiến hành là va đâm ra cái biến model này. Đây là tình trạng hôn nhân. Is married bằng true. Ok. Đây là test finable. Xong chưa? Nay là ngày bao nhiêu nhỉ? 19 ạ. Được chưa? Bây giờ chúng ta test nhá. Chúng ta vào cái admin này sược round --get test fin. Thì chúng ta trỏ đến admin category là test finable. Phải đây.
testfin.in admin category testfinable function. Được chưa? Bây giờ chúng ta test này. Cái này DD. Đây. Các nhìn thấy gì? Đây này. Chúng ta có một cái mảng có name là Mai Tú Anh, parent ID bằng 1, is married bằng 2, đúng không? Chúng ta sẽ có cái model bằng new category và chúng ta có model trở đến fin ARR này vào. Thì bây giờ chúng ta xem cái model chúng ta có những thuộc tính gì. Ở đây có name bằng Mai Tú Anh, parent ID bằng 1. Nó không fin cái is married này vào, đúng không? Nhá. Bởi vì chúng ta không hề nhắc cái is married vào đây. Chúng ta chỉ có thể là thêm được vào khi chúng ta is married ở đây thì mới chạy được thôi. Được chưa nhỉ? Thì đấy là cái hàm nó giúp chúng ta là gán giá trị nhanh cho cái biến model này của chúng ta. Được chưa? Nó sẽ tìm đến những cái khi mà chúng ta truyền nó lên một cái mảng này, nó sẽ tìm trong cái mảng truyền vào đấy cái giá trị nào là name thì chuyển thành thuộc tính name và giá trị thì bằng giá trị tương ứng của cái thằng này. Thì đây gọi là mass assignment. Gán giá trị nhanh. Thì sau này ấy, khi mà chúng ta gửi cái form lên server thì chúng ta hoàn toàn có thể lấy, ví dụ chúng ta lấy nhận dữ liệu từ form thì chúng ta sẽ có cái request. Request bằng cái biến request như này. Và chúng ta khi mà muốn lấy hết, gán hết giá trị từ cái request kia vào trong một cái đối tượng ấy, chúng ta chỉ đơn giản là request trở đến on như này là xong. Là lấy hết dữ liệu từ form, người ta nhập cái gì vào thì mình lấy hết cho nó thành một cái mảng, ném vào trong cái model một phát thế là xong, chứ chúng ta không phải gán từng cái một như này nữa. Ví dụ ngày xưa sẽ là model trỏ đến name bằng cái request trỏ đến name, sau đó là model trỏ đến is major bằng biến request trỏ đến is major như này. Nhớ cái form của chúng ta là mình nhiều thì chúng ta sẽ phải làm cái giai đoạn này rất là dài. Thì chúng ta có cái finable kia cho nên là chúng ta mất một dòng config ở trong này và một dòng fin ở phía ngoài này. Thế là xong. Thế công việc của chúng ta nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều lần. Được chưa nhỉ? Tôi sẽ giữ lại cái này. Đó. Hiểu cái finable chưa? Rất dễ thôi. Đến phần tiếp theo. Để xem cái phần nào hay này. Xóa một đối tượng thì chúng ta nhìn thấy nó file đúng không? Nó file với ID bằng 1 này. Sau đó nó trả, cái này sẽ trả ra một đối tượng. Chúng ta muốn xóa cái đối tượng này đi, chúng ta chỉ đơn giản trỏ đến delete một phát là xong. Hai chấm hay trỏ đến delete là xong. Nếu mà chúng ta muốn xóa dựa vào ID thì chúng ta sẽ có là tên model 2.2.destroy. Nếu mà muốn xóa một cái thì chỉ truyền mỗi cái ID của cái phần tử đấy vào thôi. Còn nếu mà muốn xóa nhiều thì chúng ta sẽ có hai cách. Cách thứ nhất là dùng cái này, dùng cái mảng truyền vào trong cái destroy. Cách thứ hai là truyền số vào, truyền các cái ID mà các bạn muốn xóa vào trong là xong. Đấy, nãy giờ là những cái mà chúng ta cần phải lưu ý với cái eloquent này. Nó còn rất là nhiều. Nó còn cực kỳ nhiều chứ không phải là nhiều. Nhưng mà chúng ta tạm thời dừng ở đấy đã. Được chưa nhỉ? Bây giờ sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có cái bài tập như sau. Bỏ cái hàm này đi. Chúng ta ở ngoài cái index này, chúng ta nhìn thấy có một cái là tạo mới đúng không? Chúng ta chưa có href.
Thì bây giờ chúng ta ở trong cái admin này chúng ta sẽ có là category sược add, nó sẽ đẩy vào trong hàm là admin category controller, hàm này hàm add, đặt cho nó một cái tên là cascade.add. Thì chúng ta sẽ tạo cho tôi cái hàm add này. Làm chưa? Làm xong phần này chưa? Thêm dữ liệu vào trong cơ sở dữ liệu. Có dùng validation không? Tức là tạo ra request gì? Thế được rồi. Ông có thể đi về luôn từ bây giờ. Nếu tự tin bảo vệ. Không, làm xong rồi cơ mà. Làm xong rồi cơ mà. Còn mỗi gáp ảnh nói gì? Rồi ok, tí vào, tí ở lại tôi chỉ cho. Được chưa? Bây giờ chúng ta copy cái tên kết.add này. Tiếp tục vào đây là echo này. Round đóng mở ngoặc kết add. Viết vào. Xong chưa? Nó sẽ phin vào đây là localhost sược. À localhost 2.8000 sược. Admin sược category sược add, nó sinh ra URL này. Xong chưa? Và bây giờ mình ở trong kết controller mình sẽ có là public function add. Và ở đây chúng ta sẽ có một cái biến là model bằng new category. Và có một cái biến kết sc bằng category 2.2.on. À đâu nhập 2.2.where. Cái is major bằng 1 get lấy ra ngoài thôi, lấy hết những cái thằng nào là major chính ra, bởi vì kết của chúng ta nó chỉ có hai cái thôi, hai cái tầng thôi, một tầng là cha, một tầng là con thôi, không có nhiều. Sau đó chúng ta sẽ return view admin.category.form và truyền cả hai biến cái ra. Chúng ta có compact biến là model và biến là kết, truyền ra ngoài cái view này. Xong chưa? Xong chưa Tráng? Có làm theo cái này không? Xong danh mục thì sẽ chỉ cho về cái sản phẩm sẽ có áp ảnh. Được chưa, đến đây chưa? Link xong chưa?
Rồi bây giờ chúng ta tạo ra file form thôi. form.blade.php. Trong này chúng ta cũng kế thừa cái layout quản lý, và đây là chúng ta làm. Chúng ta sẽ có này. A:if model trở đến ID lớn hơn 0 thì cái string nó sẽ là có được này không ta? Đây thì được chờ gì? Chúng ta code PHP trong này. Có cái biến là title bằng, nếu mà model trở đến ID lớn hơn 0 thì total này sẽ bằng là cập nhật danh mục. Còn nếu mà ngược lại thì nó sẽ bằng là thêm mới danh mục. Và chúng ta sẽ hiển thị cái total này ở dưới này. Cái title này ở dưới này. Và ở phía dưới nữa thì chúng ta sẽ xóa trắng nó đi. Ở đây chúng ta sẽ có một cái form. Có class là bằng col-md, không col-sm. Trừ 8 côn trừ sm trừ offset trừ 2. Và trong này chúng ta sẽ có là cái input hidden có name bằng id này, có value bằng model trở đến id này. Chúng ta có cái div là form trừ group. Trong này sẽ có cái label là get name, là tên danh mục. Ở dưới này sẽ là input text. Có name là bằng name value. Value bằng model trở đến name. Placeholder có hay không có thì các bạn tự xét. Nó sẽ có cái class bằng form group, form control. Duplicate thằng này lên và chúng ta sẽ có thêm một cái thẻ select nữa. Tên danh mục này. Đây là danh mục tra. Ở trong này chúng ta sẽ có một cái thẻ select. Có name bằng parent ID, không phải multiple. Và có cái class bằng form control. Ở dưới này chúng ta sẽ có cái vòng void. Void cái biến kết FC. Ở dưới nó sẽ sinh ra các cái option. Cái option này có value là $C trở đến ID. Text nó sẽ là $C trở đến name. Ở trong này chúng ta sẽ có thêm cái thuộc tính như sau. If model trở đến ID, cộng if model trở đến ID bằng với C trở đến ID thì thằng này nó sẽ là có cái thuộc tính là selected.
Anip. A cộng Anip luôn. Và cuối cùng ở phía dưới này chúng ta sẽ có hai cái button. Với dashboard của class, có class bằng btn cách btn trừ sm cách btn trừ danger nó hủy. Rồi, đây sẽ là cái giao diện của chúng ta. Yeah. Tên danh mục, văn hóa, du lịch thể thao, hủy, gửi. Đây, code đây. Cứ đẩy lên nhá, cứ đẩy lên trên GitHub nhá. Các bạn dễ theo dõi. Tôi sẽ dùng một cái form này cho cả hai trường hợp. Trường hợp là thêm mới sản phẩm và một trường hợp là sửa sản phẩm. Ví dụ tôi sẽ tiến hành sửa cái sản phẩm là có ID bằng 2 này chẳng hạn. ID bằng cái ID bằng 2 thì tôi sẽ có 1 vào đây. Thằng xã hội này là con của thằng văn hóa đúng không? Và thằng xã hội này là con của thằng du lịch đi. 4. Rồi. Bây giờ tôi, các bạn xong đi, sau tôi sẽ hướng dẫn tiếp cái phần edit luôn, để sinh ra cái giao diện edit luôn. Kéo về chưa? Cho ra cái giao diện đi đã.
Xong chưa? Giao diện chưa? Báo lỗi gì không? Máy đâu? Người. Chả hóp gì hả? Thận thằng tráng càng lớn càng mọc ra. Cắt đi lại mọc à? Xong chưa? Làm ra cái màn hình update này. Để bắt đầu cái màn hình update thì chúng ta phải tạo ra một cái URL đã. Đây là edit. Đây là chúng ta sẽ có category sược edit và nhận một cái tham số bắt buộc là ID.
Đây chúng ta có cái edit, hàm edit, get edit. Trong thì vào trong kia chúng ta sẽ tạo ra cái hàm edit. Duplicate của cái hàm add này lên. Bởi vì hai hàm này nó gần giống nhau. Khác nhau mỗi một giọt thôi. Đó là cái thằng này thì bằng category 2.2. File để biến ID nhận được từ cái hàm edit này. If dollar model chấm than dollar model, tức là không tìm thấy cái ID này thì chúng ta phải báo ra là return abort. Abort là bằng 401 à 404 text là không tìm thấy ID. ID không tồn tại. Còn nếu không thì kết nó sẽ bằng cái này. Return view vẫn như cũ. Được chưa? Còn bây giờ chúng ta sẽ áp dụng vào trong cái file index. Thì chúng ta copy cái kết edit này. Sau đó ở category index chúng ta có đoạn này edit đi đúng không? Chúng ta sẽ có là round name bằng kết edit phẩy fill ID bằng với cái C trỏ đến ID. Bây giờ chúng ta xem. Edit 1, 2, 3, 4 ở góc phía dưới kìa. Thấy không? Thì bấm vào đây, ví dụ tôi edit thằng xã hội này. Thấy xã hội, cha nó là văn hóa đúng không? Back lại này. Thể thao này. Được chưa? Edit thằng sức khỏe này. Được chưa nhỉ? Đó, thì đấy là cái việc edit làm như này, cứ đẩy code lên nhá. Sau đó chúng ta sẽ đến với cái phần validate dữ liệu ngay bây giờ đây.
Xong chưa? Rồi bây giờ làm validate này. Validate dữ liệu nhá. Validate dữ liệu bằng code backend chứ không phải bằng code frontend bằng JS đâu. Chúng ta sẽ có thêm một cái hàm, một cái round nữa ở đây. Category save không nhận tham số, và hàm này là hàm post category save. Mình sẽ có cái hàm save ở đây. Được chưa? Bây giờ chúng ta copy cái kết save này vào cái form blade, vứt lên trên cái action. Và chúng ta sẽ có cái method bằng post nữa vào đây. Đẩy lên thì nó chạy vào cái hàm kết save này. Chúng ta đây nhá, đẩy vào trong này. Method post action bằng kết save. Nhưng mà nếu mà đưa vào như này sẽ bị gặp lỗi là set ref token. Ví dụ thử nhá. Tôi tạo ra cái hàm save đã. Request data. Đây chúng ta test này. Tạo mới, viết linh tinh. Du lịch dưới nhá. Yeah. Category save này. Lỗi ngay. Lỗi. Lỗi đúng không? Bây giờ làm sao để hết lỗi? Ở trong này chúng ta cần phải có thêm một cái echo như này nữa. CSRF trừ fill đóng mở ngoặc. Khi mà chúng ta thêm cái đoạn code này vào, đoạn echo này vào, thì các bạn back lại xem nó sinh ra cái gì nhá. Đây này, những cái input fill hidden đó, nó tự động nó sinh ra chúng ta có một cái fill hidden name, một token giá trị bằng cái đoạn loang loang này, chúng ta chẳng hiểu nó là cái gì. Thì đây là cơ chế sinh ra để bảo mật của Laravel. Nó chỉ nhận những cái request do tự nó sinh ra thôi. Được chưa nhỉ? Đó, bây giờ chúng ta test lại. Ra chưa? Nó đã vào được trong này. Chúng ta nhận được cái token ID, name và parent ID. Và bây giờ chúng ta tiến hành request, tiến hành validate dữ liệu này. Validate dữ liệu này, chúng ta có câu lệnh như sau. Tạo một cái CMD mới. PHP artisan make request save category request save category request. Tạo đi. Được chưa? Chúng ta có như sau này. Đây các bạn tạo cho xong đi. Có dùng cái này không? Ông dùng cái gì? Ông dùng cái gì? Dùng cái validator. Nếu không dùng thì giờ dùng đi, tạo ra chưa? Nó nghiêm gì?
Xong chưa? Rồi, bây giờ nó nằm ở đây này. File mới tạo ra nằm trong app này. HTTP này. Request. Nhìn thấy save category request không? Chúng ta set lại cho authorize bằng true. Sau đó ở trong cái rule này chúng ta làm như sau. Chúng ta để ý này. Ở trong này cái input ở cái giao diện này chúng ta chỉ có mỗi cái tên danh mục này là cần phải điền thôi, đúng không? Đúng không? Còn cái này mặc định nó phải chọn một cái nào đấy rồi, chúng ta phải require cái thằng này. Thì như sau. Cột cái field name nó sẽ phải require chẳng hạn. Vì sao nó tôi biết là require. Để tí nữa tôi sẽ chỉ cho các bạn vì sao. Tôi viết xong cái này đã. Require này. Xong chưa? Có mỗi thế này thôi, viết mỗi thế này thôi. Sau này nếu chúng ta muốn validate dữ liệu cột khác thì chúng ta lại tên cột ở đây. Ví dụ như kiểu là get name chẳng hạn, avatar chẳng hạn, thì chúng ta lại viết vào đây. Nó có nhiều loại giúp chúng ta validate lắm, nhiều lắm, cực kỳ nhiều. Thì tí nữa chỉ cho các bạn lấy những cái kiểu này ở đâu ra. Xong chưa? Xong phần này chưa? Rồi bây giờ chúng ta có cái app HTTP request, save category request đúng không? Copy cái tên class này. Chúng ta vào đây chúng ta use nó, use app HTTP request sửa save category request. Được chưa? Copy cái tên này, vớt xuống dưới đây, quăng xuống là sao? Được chưa? Bây giờ test này, back lại. Đây nha, không có gì nha. Require là gì? Bắt buộc phải điền giá trị đúng không? Thấy lỗi không? Wow. Save app HTTP request. Chờ tôi chút nha để tôi xem nó sai cái gì. À thiếu chữ SC. Đi copy cho nhanh. Đây thiếu chữ SC đây. Thấy không? Nó đẩy ngược về đây. Nó đẩy ngược về đây. Thế bây giờ làm được đáng lẽ đúng ra nó phải hiển thị một cái đoạn text nào đấy vào sai ở đâu đúng không? Chúng ta có như sau này. Bạn tự viết cho tôi thêm cái đoạn nào, thêm cho tôi cái đoạn này vào nữa. Chúng ta có a cộng if error dollar error nhỉ, if dollar error chẳng nhớ cái đoạn này lắm, and if chúng ta sẽ echo ra đây là cái span có class long text trừ danger và giá trị ở đây nó sẽ bằng là error trỏ đến first của cái giá trị name. Nếu tôi không nhầm là như thế này, text danger.
Bây giờ chúng ta test nhá. Để xem tôi có bị sai cú pháp không. Yeah. The name field is required. Là phải điền giá trị của cái field này vào. Bây giờ chúng ta custom cái message trả ra này. Cái biến error thì có sẵn. Nó giống như cái biến loop cũng đấy. Có sẵn ở trong các cái blade view luôn. Tiếp theo public function message return một cái mạng như sau: name.require thì message trả ra nó sẽ bằng vui lòng nhập giá trị cho tên danh mục. Vui lòng nhập tên danh mục. Vui lòng nhập giá trị là lần nhập tên danh mục. Hàm là hàm message nhá. Test lại. Ôi giời ơi. Cái gì vậy? Category request not exist. Chắc là tôi viết sai tên cái hàm message này rồi. Chờ tí nhá. Request Laravel request custom message. Đúng mà ta. À đây, thiếu chấm phẩy. Chứ hàm mình không biết sao. Thiếu chấm phẩy return. Được chưa? Vui lòng nhập tên danh mục. Rõ ở ngoài nó bút lại. Thế là đấy là chúng ta validate được cái tên danh mục. Tiếp theo nếu tôi muốn cái tên này của tôi ít nhất dài được khoảng 6 ký tự, tôi làm nào? Hả? Min 2.6. Kinh nhập. Rồi cái gì? Min mà ít nhất là 6 ký tự mà. Nêm. Được chưa? 3 ký tự nha. Được chưa? Thế nếu tôi muốn giữ lại cái giá trị cũ khi mà họ nhập vào để họ thêm tiếp thì sao? Ấy là cái gì? Đừng nói cái từ ấy với tôi.
ấy nó nhiều nghĩa. Thế âu, chúng ta có hàm có sẵn âu, trong này nhiều thứ có sẵn lắm. À, trong này cực kỳ nhiều thứ có sẵn, chẳng qua là có moi nó ra mà dùng hay không thôi. Âu là hàm lưu lại dữ liệu cũ khi mà trước khi submit dữ liệu mới lên. Chúng ta coi 1, 2, 3 được chưa, nó lưu lại được cái giá trị cũ, thêm một hàm mới. Oh. Đây, nhìn cái gì? Oh. Cái này nó trùng với cái này. Giá trị của cái name. Học framework thì gần như là học văn, học thuộc. Biết nó có cái gì, học lịch sử. Được chưa nhỉ? Thêm cho cái hàm âu vào là xong. Bây giờ thì xếp xuống, thế nếu pass qua hết rồi xếp xuống 5, 6, 7 cho nó nhiều. Ra này rồi đúng không? Bây giờ tôi sẽ tiến hành lưu dữ liệu xuống thì tôi sẽ dùng nha. Chúng ta sẽ có là if request quên nhầm, tôi sẽ có như sau. Cái biến model bằng nếu cái request trỏ đến ID mà lớn hơn 0 thì cái module này sẽ bằng là category 2.2.file request trỏ đến ID, còn nếu không thì sẽ bằng new category đóng một ngoặc như này. Ờ, làm cả sếp cả bếp luôn. Sao phải khổ. Sau đó model trỏ đến fin, cái request trỏ đến on, và cuối cùng là model trỏ đến sếp, và tiến hành return redirect về cái route là get.list. Xong chưa? Test đi. Reload lại. Get index. Được chưa? Edit này. Thêm mới này. Chưa? Thế thôi, xong rồi. Thêm dữ liệu, sửa. Còn cái xóa gì? Làm nốt xóa nhá, cho nó trọn bộ. Lấy ra thêm sửa xóa này. Hàm xóa nhá, chúng ta sẽ có admin này, duplicate thằng này lên. Get category delete deleter hoặc là remove.
nhận một cái tham số là ID đúng không? Hàm remove. Xong. Nó giống gần giống như cái hàm này. Chúng ta sẽ có cái hàm là hàm remove nhận ID này. Cũng file, nếu mà không file ra 404 ID không tồn tại. Nếu mà tồn tại, bộ pass qua cái này thì là tồn tại rồi đúng không? Chúng ta sẽ có modal trở đến delete. Đóng vào ngoặc, xong rồi sau đấy là redirect về get index. Còn ở cái index.blade này chúng ta có cái gì? Lại đi copy lại cái này. Remove. Bay luôn. Đấy là làm, thêm, sửa, xóa, lấy ra, cơ bản. Buổi tới chúng ta sẽ làm về cái phân trang và tìm kiếm. Wow. Từng xóa rồi mà. Xóa rồi. Thì bao giờ khi mà nếu mà tôi dạy mà phải để đi thi ấy, ví dụ như ở bên kia tôi dạy thi tốt nghiệp ấy, bao giờ cũng sẽ yêu cầu là làm hiển thị trước, xong làm xóa sau, xong bắt đầu làm insert rồi mới làm update. Ôn thi tốt nghiệp mà nó có cái barem đề, nó có cái dạng đề, xong bắt đầu là ôn cho chúng nó. Nhưng mà trường thì sẽ có tương nghiệp. Có ra trường. Ra trường. Còn để chúng, đề của chúng ta thì để tôi ngó lại tôi gửi sau nhá. Đấy. Thì hôm nay về hy vọng